để nông sản được tiêu thụ thông suốt, giá bán tương xứng với công sức mà người nông dân bỏ ra. Các ngành chức năng địa phương cũng đang có kế hoạch để triển khai các kênh tiêu thụ và quảng bá nông sản địa phương. Theo thông tin vừa nhận được, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng bắt đầu xây dựng mô hình kênh tiêu thụ các sản phẩm như cà phê, chè, mắc ca, lúa gạo và trái cây trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan, khảo sát doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn tỉnh để xây dựng mô hình dự án hỗ trợ 70% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, 30% vốn đầu tư hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm. Mục tiêu xây dựng mô hình kênh tiêu thụ nông sản nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ trên thị trường.